Kính chào quý vị các bạn, theo một kết luận được công bố mới đây của Tổ chức Y tế Thế giới, thành phố Peshawar của Pakistan là ổ dịch bại liệt lớn nhất của thế giới. Thực trạng này khiến Pakistan có thể sẽ phải đối mặt với những hạn chế về du lịch quốc tế và chính sách thị thực. Dư luận cũng đồng thời đặt ra câu hỏi, trong bối cảnh thế giới nhìn chung đã có thể đẩy lùi bệnh bại liệt, tại sao căn bệnh này lại vẫn có thể hoành hành ở Pakistan mà nạn nhân chủ yếu là trẻ nhỏ? Chúng ta sẽ cùng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này trong phần đầu của chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay. Chỉ vài tuần trước, cô bé Saista 11 tháng tuổi này đã có thể tự đứng dậy, cười khúc khích và loạng choạng thực hiện những bước đi đầu tiên trong đời với sự giúp đỡ của bà mẹ chỉ vừa bước sang tuổi 18. Tuy nhiên, niềm vui của em và người mẹ đã mau chóng bị dập tắt khi virus bại liệt khiến em không bao giờ còn có thể đứng dậy. Đôi chân bé nhỏ của Saista không còn đủ sức chống đỡ cho sức nặng của toàn cơ thể. Mẹ của em đã khóc rất nhiều khi nghĩ về tương lai của con gái, rằng liệu điều gì sẽ xảy ra với Saista trong xã hội còn mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ như Pakistan, nơi giá trị của phụ nữ vẫn thường được đo bởi chất lượng của người chồng. Sau này, chúng tôi sẽ phải lấy chồng cho Saista và điều gì sẽ xảy ra với con tôi? Bởi lẽ đáng ra con bé phải được ăn, được chơi như bao đứa trẻ bình thường khác. Saista là một trong 5 trường hợp bại liệt vừa mới được phát hiện tại Pakistan chỉ riêng trong tháng đầu tiên của năm nay. Vào năm ngoái, nước này đã ghi nhận 92 ca mắc bệnh, bỏ xa các nước lâu nay vốn được báo động về tỷ lệ mắc bệnh bại liệt là Nigeria và Afghanistan. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã mô tả thành phố Peshawar, thủ phủ của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, như một ổ chứa virus bại liệt lớn nhất thế giới hiện nay. Do sự hoành hành dịch bệnh tại đất nước này, virus bại liệt đang có nguy cơ tràn lan sang các quốc gia lân cận, những nơi trước đây chưa từng xuất hiện ca nhiễm bệnh. Bởi theo các nhà nghiên cứu của WHO, hầu hết các trường hợp bại liệt ở Pakistan xuất hiện trong năm 2013 có thể liên kết về mặt di truyền với các chủng virus phổ biến ở Peshawar. Sự xuất hiện và lây lan nhanh chóng của chủng virus bại liệt cho thấy thất bại của Pakistan và Tổ chức Y tế Thế giới trong cuộc chiến đẩy lùi căn bệnh này. Tuy nhiên, với nền y tế thế giới phát triển như hiện nay, cùng với những thành tựu mà hầu hết các nước đã đạt được trong việc đẩy lùi bệnh bại liệt, thì rõ ràng nguyên nhân dẫn đến thực trạng này không thể là do năng lực yếu kém của ngành y tế. Vậy đâu mới là căn nguyên thực sự của vấn đề? Chúng ta hãy cùng theo dõi trong phóng sự sau đây. Vào đầu năm nay, chính phủ Pakistan đã phải tuyên bố tạm thời ngừng chương trình tiêm phòng bại liệt tại một số khu vực được liệt vào danh sách nguy hiểm tại nước này. Dù không công bố lý do cụ thể sau động thái này, song một thực tế mà bất cứ nhân viên y tế nào tại Pakistan cũng hiểu, đó là sự thiếu hiểu biết của một bộ phận lớn dân cư cùng với sự quấy nhiễu của lực lượng Taliban ở một số địa phương chính là nguyên nhân dẫn đến quyết định này. Theo kế hoạch ban đầu, khoảng 800.000 trẻ em sống ở vùng Tây Bắc nước này sẽ được tiêm phòng bại liệt bắt đầu từ cuối tháng 1 năm 2014. Tuy nhiên, nỗ lực này đã vấp phải những khó khăn rất lớn. Theo các nhân viên y tế đã tham gia vào chiến dịch tiêm chủng trong nhiều năm, sự thiếu hiểu biết của người dân, mà cụ thể là việc nhiều người vẫn cho rằng tiêm chủng sẽ gây vô sinh, đã gây cản trở lớn cho chương trình tiêm phòng quốc gia. Nhiều người Pashto vẫn giữ thành kiến phản đối việc tiêm phòng. Họ luôn cho rằng chủng ngừa bại liệt sẽ khiến trẻ mắc thêm nhiều bệnh hơn. Bên cạnh đó, việc đảm bảo an ninh cho các nhân viên y tế làm công tác tiêm phòng cũng là một vấn đề nan giải. Khi lực lượng vũ trang và các nhóm tôn giáo tin rằng các nhân viên y tế đã đội lốt những người hành nghề y để thực hiện mưu đồ làm gián điệp cho Mỹ. Khi chiến dịch bắt đầu, chúng tôi nhận được một lá thư của Taliban. Họ yêu cầu chúng tôi phải dừng lại các dự án ngay lập tức. Nếu không, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bất chấp những đe dọa từ lực lượng Taliban, hoạt động tiêm chủng vẫn được triển khai tại một số địa phương. Song cái giá mà các nhân viên y tế và những người có liên quan đến công tác tiêm chủng phải trả là quá đắt, dù việc làm của họ là hành động cứu người cao thượng. Mới đây nhất, vào ngày 22 tháng 1 vừa qua, 6 cảnh sát nằm trong đội an ninh bảo vệ các nhân viên tiêm chủng ngừa bại liệt cho trẻ em tại thị trấn Sterdery, thành phố Peshawar, đã bị các tay súng giết chết. Trước đó, vào ngày 21 tháng 1, các tay súng xông vào một điểm tiêm chủng tại thành phố Karachi, miền nam Pakistan, giết chết 3 nhân viên y tế. Mặc dù Taliban không đứng ra nhận trách nhiệm, nhưng dư luận đều dồn nghi ngờ cho tổ chức này bởi họ luôn cáo buộc các đội tiêm chủng là vỏ bọc cho hoạt động gián điệp quốc tế.
người con trai mới 19 tuổi của ông Mohammed Wanshi, đã bị bắn chết khi đang tiêm chủng cho các em nhỏ ở khu vực Tây Bắc Pakistan. Con trai tôi rất yêu quý trẻ em và muốn chiến đấu để đẩy lùi căn bệnh bại liệt tại Pakistan, nhưng cuộc sống đã quá phũ phàng. Tính từ tháng 6 năm 2012 đến nay, tại Pakistan đã có 40 nhân viên y tế thiệt mạng và 39 người khác bị thương do các vụ tấn công bạo lực. Trước tình trạng số ca mắc bệnh bại liệt tại Pakistan không ngừng tăng lên như hiện nay, Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo tình hình ở Peshawar không chỉ đe dọa các thành tựu đã đạt được của Pakistan đối với bệnh bại liệt trong những năm qua, mà còn có khả năng làm suy yếu những nỗ lực thanh toán căn bệnh này trên toàn cầu. Do đó, điều quan trọng và cấp bách lúc này là chính quyền thành phố Peshawar và chính phủ Pakistan cần phải tìm ra một giải pháp thích hợp để vừa duy trì hoạt động tiêm chủng cho trẻ em mà vẫn đảm bảo an toàn cho các nhân viên y tế. Có thể khẳng định, một trong những thách thức lớn nhất đối với chương trình tiêm chủng bại liệt tại Pakistan là vượt qua những tin đồn gây rối trong một bộ phận dân tộc thiểu số, vì họ cho rằng vaccine sẽ gây tổn hại cho con cái của họ. Theo đó, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cũng đã được giao nhiệm vụ phối hợp với chính quyền địa phương các tỉnh giáp xanh với biên giới Afghanistan để thuyết phục các bậc phụ huynh tại đây cho con đi tiêm phòng. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng, các nhà học thuật đã được tuyển dụng để cùng với nhân viên tiêm chủng đi tới từng nhà nhằm xua tan những tin đồn nhảm nhí. Thách thức thứ hai là đến từ những đe dọa và các cuộc tấn công của lực lượng Taliban. Nhằm đối phó với hành động hèn hạ của lực lượng này, những đợt tiêm chủng gần đây tại Pakistan đều được bố trí một lực lượng cảnh sát nhất định để bảo vệ các nhân viên y tế. Bất chấp việc một số cảnh sát đã bị bắn chết khi làm nhiệm vụ, cảnh sát thành phố Peshawar vẫn khẳng định sẽ không chùn bước và sẽ tiếp tục cử cảnh sát bảo vệ các nhân viên chủng ngừa bại liệt theo quyết định của chính quyền. Là một trong ba quốc gia có tỷ lệ trẻ mắc bại liệt cao nhất thế giới, Pakistan đã hết sức nỗ lực để kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, quyết định về việc ngừng tiêm chủng ở một số khu vực cùng với những khó khăn chồng chất mà hoạt động tiêm chủng tại Pakistan đang vấp phải cho thấy, cuộc chiến chống bệnh tật cũng cam go không kém so với cuộc chiến chống khủng bố của quốc gia Nam Á này. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của chương trình Chuyện Đông Chuyện Tây ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những sóng gió mới nổi trong mối quan hệ vốn đã không mấy mặn nồng giữa Mỹ với Venezuela thời kỳ hậu Chavez. Căng thẳng giữa hai nước đã không ngừng gia tăng trong thời gian gần đây, đặc biệt là sau tuyên bố ngày 14 tháng 2 của Bộ Ngoại giao Mỹ quan ngại về tình trạng bạo lực tiếp diễn tại Venezuela. Ngay lập tức, Venezuela đã lên tiếng cáo buộc Washington là can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Trong một động thái mới nhất, hôm qua ngày 17 tháng 2, Caracas đã tuyên bố trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ khỏi Venezuela vì có liên quan đến làn sóng biểu tình gần đây. Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Caracas ngày hôm qua, Ngoại trưởng Venezuela Elias Zawa cho biết 3 nhà ngoại giao Mỹ bị trục xuất là Brian Marie McCusker, Jeffrey Gordon Elson và Christopher Lee Clark. Ngoại trưởng Zawa nhấn mạnh 3 nhà ngoại giao Mỹ buộc phải rời khỏi quốc gia Nam Mỹ này sau khi lệnh trục xuất được Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro công bố một ngày trước đó. Họ buộc phải rời đi vì chủ quyền và độc lập của Venezuela. Họ đã tham gia kích động các cuộc biểu tình bạo lực ở đất nước này. Những người này sẽ có 48 tiếng đồng hồ để rời khỏi đây. Theo tình báo Venezuela, những người này bị cáo buộc đã kích động sinh viên tham gia biểu tình chống chính phủ dưới vỏ bọc là những lần đi phổ biến về thủ tục làm visa tại các trường đại học. Không chỉ vậy, tình báo nước này còn có bằng chứng cho thấy chính phủ Mỹ đã tài trợ tiền bạc cho các lực lượng đối lập để kích động biểu tình. Năm 2011, Đại sứ quán Mỹ ở Venezuela đã gửi thư cho chính phủ Mỹ yêu cầu viện trợ tài chính để giúp các tổ chức của sinh viên cũng như các tổ chức phi chính phủ. Số tiền đó vào khoảng 57 triệu đô la Mỹ. Một năm sau, Đại sứ quán Mỹ lại tiếp tục xin thêm 30 triệu đô. Trước đó, ngày 16 tháng 2, Tổng thống Maduro đã tố cáo các thế lực bên ngoài đứng sau các cuộc biểu tình vốn đã làm 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Đây là diễn biến bất ổn nghiêm trọng nhất tại quốc gia thành viên OPEC kể từ khi ông Maduro giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 4 năm ngoái. Hiện các quan chức ngoại giao Mỹ vẫn chưa có bình luận nào trước tuyên bố của Venezuela. Tuy nhiên, làn sóng biểu tình đã nổ ra trong 2 tuần qua tại quốc gia Nam Mỹ này đang là thách thức lớn nhất mà Tổng thống Maduro phải đối mặt kể từ khi ông lên nhậm chức hồi tháng 4 năm ngoái.
Trong tuyên bố mới nhất, thủ lĩnh phe đối lập ở Venezuela kêu gọi tiến hành một cuộc biểu tình mới có quy mô lớn hơn để chống lại chính quyền hiện nay. Nhà lãnh đạo chính trị đối lập Leopoldo López cho biết, ông kêu gọi người dân Venezuela biểu tình, lên án chống tham nhũng, tội phạm và hạ bệ Tổng thống Nicolás Maduro không phải là để đảo chính. Ông López cũng phủ nhận các cáo buộc rằng ông dẫn đầu chiến dịch The Exit nhằm kích động một cuộc đảo chính tương tự như nỗ lực lật đổ Tổng thống Hugo Chavez trong năm 2002 và cho biết chỉ muốn Tổng thống Maduro từ chức. Chính phủ nói muốn nhìn thấy tôi trong tù. Tôi không có gì để sợ hãi cả, vì tôi không phạm tội. Tôi sẽ cống hiến đến cùng vì đất nước Venezuela, người dân Venezuela, hiến pháp và tương lai của chúng ta. Ông López, người đứng đầu Đảng Ý chí Cộng đồng, là người theo đường lối cứng rắn và từng là một quận trưởng ở thủ đô Caracas. Chính trị gia 42 tuổi này cũng đã từng nhận được học bổng đào tạo ở Mỹ. Trả lời phỏng vấn Reuters, ông đang tìm cách mang lại thay đổi bằng các phương tiện pháp lý, bao gồm cả việc buộc ông Maduro từ chức hoặc một cuộc trưng cầu về hoạt động của chính phủ mà theo ông là tham nhũng và không hiệu quả. Lãnh đạo đối lập Venezuela cho rằng Maduro đã điều hành đất nước như thể ông được sự ủng hộ sâu rộng thông qua sức ảnh hưởng lớn của Hugo Chavez, dù chỉ chiến thắng bởi 1,5% số phiếu bầu, bỏ qua sức nặng của một nửa cử tri bỏ phiếu chống lại ông. Hiến pháp của Venezuela cho phép một cuộc trưng cầu thu hồi nửa nhiệm kỳ 6 năm của Tổng thống. Theo đó, vào năm 2016, một cuộc trưng cầu tín nhiệm như vậy sẽ được tiến hành với chính quyền của ông Maduro với khoảng 4 triệu người dân tham gia. Tổng thống Venezuela hiện phải đối mặt với các khiếu nại ngày càng tăng về vấn đề kinh tế, bao gồm cả tình trạng thiếu hụt các nhu yếu phẩm như bột ngô và giấy vệ sinh, lạm phát hàng năm trên 56% và là một trong những nước có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao nhất thế giới. Con đường tiến tới việc mở cánh cửa hòa giải giữa Washington và Caracas vốn không bằng phẳng từ trước đến nay. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, việc cải thiện mối quan hệ giữa hai nước sẽ không có nhiều tiến bộ đáng kể trong thời gian tới, khi mà Caracas đang phải đối mặt với tình hình kinh tế ngày một khó khăn và thậm chí đã có dấu hiệu cho thấy sự sụt giảm ảnh hưởng của Venezuela tại khu vực ngày càng rõ rệt. Việc liên tục tố cáo các âm mưu của Mỹ chống Venezuela diễn ra khi cuộc khủng hoảng kinh tế tại Venezuela ngày càng trở nên trầm trọng, với tỷ lệ lạm phát lên tới 45%, cao nhất khu vực này, và nạn khan hiếm hàng hóa ngày càng gia tăng, từ lương thực, thực phẩm cho đến giấy vệ sinh. Trong khi đó, thị trường chứng khoán của nước này lại khởi sắc nhất thế giới, tăng 281% so với năm ngoái. Từ thời cố Tổng thống Hugo Chavez đến bây giờ, những người có chức quyền ở quốc gia Nam Mỹ này đều phất lên rất nhanh mà chủ yếu nhờ tham nhũng qua các hợp đồng kinh tế và đầu cơ tài chính. Những việc làm này được tạo thuận lợi bởi chính phủ đã duy trì tỷ giá hối đoái chính thức 6,3 bolivar đổi được 1 đô la Mỹ, trong khi trên chợ đen, giá trị đồng đô la Mỹ thường cao gấp 6 hoặc 7 lần. Hệ thống tài chính này đã làm giàu cho một số ít người bằng cách đầu cơ tiền tệ và đã gây ra nạn khan hiếm ngoại tệ, từ đó cản trở nhập khẩu và làm cho giá cả hàng hóa tăng cao, không có vốn đầu tư sản xuất. Nhằm khắc phục tình trạng này, Bộ Tài chính Venezuela đang chuẩn bị điều chỉnh chính sách tài chính, bao gồm việc khôi phục hoạt động một hệ thống đã bị cấm vào năm 2010, cho phép các công ty tài chính tư nhân bán trái phiếu có thể chuyển đổi được, lấy đồng đô la Mỹ. Nhưng hậu quả sẽ là đồng Bolivar bị phá giá mạnh và như vậy sẽ giáng tiếp một đòn mạnh nữa vào những người làm công ăn lương, khiến họ vốn đã nghèo khổ nay càng khốn khó hơn. Mặc dù Venezuela có trữ lượng dầu mỏ và hàng lớn nhất thế giới, song sản lượng dầu ngày càng giảm sút trong những năm gần đây. Giá dầu thô trên thế giới ngày càng giảm khi kỹ thuật hút thủy lực đang giúp tăng sản lượng dầu của Mỹ, còn kinh tế châu Âu thì đang rối loạn và tăng trưởng ở Trung Quốc cũng có dấu hiệu chững lại. Tất cả những yếu tố trên đã kìm hãm nhu cầu dầu mỏ trên thế giới. Kết quả là theo công bố của Ngân hàng Trung ương Venezuela, dự trữ ngoại tệ của nước này đã giảm 27% trong năm 2013. Để thực hiện các nghĩa vụ của mình, chính phủ Venezuela đã phải giảm các khoản bao cấp, đầu tư và các khoản viện trợ, từng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong các chương trình của ông Chavez để ngăn cản và kiểm soát ảnh hưởng của Mỹ ở Mỹ Latin. Dù sao thì những tháng ngày huy hoàng của một Venezuela dưới thời ông Hugo Chavez cũng đã lùi dần vào quá khứ. Trong lúc này, ông Maduro vẫn đang phải ra sức giải quyết những khó khăn về kinh tế, xã hội trong nước. Trong bối cảnh hiện nay, khi mà Venezuela là nước cung cấp dầu thô lớn thứ tư cho Mỹ với khoảng 900.000 thùng một ngày,
Rõ ràng Caracas sẽ cần phải hết sức thận trọng và cân nhắc trong cách hành xử với Washington, một trong những đối tác thương mại số 1 của mình. Chuyện Đông Chuyện Tây hôm nay cũng xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.